Ai dục thân nghiệp thứ ba, gốc nguồn vô tận ta bà thọ sinh, theo lời Phật dạy trong kinh. Ai đem vạn trạng thiên hình ngu si, ngục tù chướng ngại u mê, luân hồi muôn kiếp cũng vì ái ân. Cuộc đời sống tựa mây bần, đóng xương vô định mấy lần tu di. Không than nước mắt nằm về, nếu đem tích chưa suối ghe nào bằng. Vương vòng ái dục vi bằng, biển mê sinh tử xích thần rối ren. Địa ngục thông khổ mây phen, cùng loài quỷ đôi tiếng rền khóc than. Súc sinh quả bao thân cam, bồ câu chim sẽ tanh hàm dâm tàn. Nếu sanh trong cõi người ta, vợ con bất chính đạo, nhà chẳng vui, bao nhiêu khổ bao chôn vùi, do nhân ái dục khiến đời khổ đau. Phẩm tiền tha thiết khẩn cầu, ăn năn sám hối tật sâu phát lô. Kể từ vô thủy đến giờ, luân thường chẳng giữ tương tư vợ người. Mưu sâu dụ dỗ đoạn chơi, xâm phạm trinh tiết phá đời gái ngoan. Thì kheo ni cũng tính toan, làm nhớ phạm hạnh hoang đàn đầy đưa. Ý quyền cưỡng bức gạn lừa, khiến người tan tác cũng chưa thỏa lòng. Mà trắng hoa mèo má gà đồng, mà chẳng phân biệt hàng đàn ông vô loài. Nay con đã hiểu chuyện đời, chí thành sám hối sao thời ăn năn. Nhờ công sám hối não phiền, ác nghiệp dâm dục tự nhiên được trường. Sanh ra chẳng tự cửa nhờ, tâm thân thanh tịnh là nhờ hóa sinh. Thập phần tương tố quang minh, thông minh định ngộ tinh anh tuyển trần. Xa lìa dục vọng ái ân, biết đời hư ảo hồng trần thoát ly. Trong mơ cũng chẳng suy vì, như như bất động tu trì chánh nhân. Nay đem tính mạng tâm thần, quy đánh lễ pháp thân Phật. Thank you.
Trong kinh lời Phật rành rành, không trừ ba chướng tội tình luân lưu, một là phiền não chẳng thiếu, hai là ác nghiệp muôn điều khổ đau, ba là khổ báo trước sau. Ba điều chướng ngại nương nhau tạo thành, vì phiền não ác nghiệp sinh, lại vì ác nghiệp bao hành khổ đau. Nay con đã hiểu nghĩa màu, chí thành sám hối để đầu kính tin. Để đầu sám hối vẫn tiền ăn, thành nghiệp thân nghiệp miệng cũng đành, tùy theo nghiệp ý mà hành động theo anh. Ý gieo ma độc hiểm nghèo, tham lam sân hận còn đều si mê, chính vì ngu tối lệ thề tin theo tà kiến say mê sáu trần. Trong kinh lời Phật ân cần chỉ bài nẻo ác do nhân tự trồng. Tham sân si độc trùng trùng, xa vào địa ngục chẳng hồng thoáng ra. Súc sanh ngạ quỷ cũng là do ba độc ấy khó mà đổi thay. Dù cho trở lại có ngày, làm người cũng phải mang hoài nghiệm xưa. Nghèo nàn cô quá lọc lừa, hung hăng đần độn xác sơ môn đời. Còn bao quả bao tài trời, cũng vì ý nghiệp tơi bời khổ đau. Con này chỉ thiết khấn cầu, Phật tiền con lại dâm đầu ăn ấy năng. Ai dục thân nghiệp thứ ba, gốc nguồn vô tận ta bà thọ sinh. Theo lời Phật dạy trong kinh, ai đem vạn trạng thiên hình ngu si. Ngục tù chướng ngại u mê, luân hồi muôn kiếp cũng vì ái ân. Cuộc đời sống tựa mây vần, đóng xương vô định mấy lần tu di. Không than nước mắt nằm về, nếu đem tích chưa xuôi ghe nào bằng. Vương vòng ái dục vi bằng, biển mê sinh tử xích thần rối ren. Địa ngục thông khổ mây phen, cùng loài quỷ đôi tiếng rền khóc than. Súc sinh quả bao thân cam, bồ câu chim sẽ tanh hàm dâm tàn. Nếu sanh trong cõi người ta, vợ con bất chính đạo nhà chẳng vui. Bao nhiêu khổ bao chôn vùi, do nhân ái dục khiến đời khổ đau.
phẩm tiền tha thiết khẩn cầu ăn năn sám hối tật sâu phát lô kể từ vô thủy đến giờ luân thường chẳng giữ tương tư vợ người mưu sâu dụ dỗ đoạn chơi xâm phạm trinh tiết phá đời gái ngoan thì kheo ni cũng tính toan làm nhớ phạm hạnh hoang đàn đầy đưa ý quyền cưỡng bức gạn lừa khiến người tan tác cũng chưa thỏa lòng mà trắng hoa mèo má gà đồng mà chẳng phân biệt hẳn đàn ông vô loài. Nay con đã hiểu chuyện đời chí thành sám hối sao thời ăn năn nhờ công sám hối nào phiền ác nghiệp dâm dục tự nhiên được trường. Sanh ra chẳng tự cửa nhờ tâm thân thanh tịnh là nhờ hóa sinh thập phần tương tố quang minh thông minh định ngộ tinh anh tuyển trần. Xa lìa dục vọng ái ân biết đời hư ảo hồng trần thoát ly trong mơ cũng chẳng suy vì như như bất động tu trì chánh nhân. Nay đem tính mạng tâm thần quy đảnh lễ pháp thân Phật Đà. Trong kinh lời Phật rành rành không trừ ba chướng tội tình luân lưu, một là phiền não chẳng thiếu, hai là ác nghiệp muôn điều khổ đau, ba là khổ báo trước sau. Ba điều chướng ngại nương nhau tạo thành vì phiền não ác nghiệp sinh, lại vì ác nghiệp bao hành khổ đau. Nay con đã hiểu nghĩa màu chí thành sám hối đề đầu kính tin đề đầu sám hối vẫn tiền ăn năn nghiệp liên miên ta thành nghiệp thân nghiệp miệng cũng đành tùy theo nghiệp ý mà hành động theo anh ý gieo ma độc hiểm nghèo tham lam sân hận còn đều suy mê chính vì ngu tối lệ thế tin theo tà kiến say mê sáu trần. Trong kinh lời Phật ân cần chỉ bài nẻo ác do nhân tự trồng. Tham sân si độc trùng trùng xa vào địa ngục chẳng hồng thoáng ra. Súc sanh ngạ quỷ cũng là do ba độc ấy khó mà đổi thay.
Dù cho trở lại có ngày, làm người cũng phải mang hoài nghiệm xưa. Nghèo nàn cô quá lọc lừa, hung hăng đần độn xác sơ môn đời. Còn bao quả bao tài trời, cũng vì ý nghiệp tơi bời khổ đau. À con này chỉ thiết khấn cầu, Phật tiền con lại dâm đầu ăn ấy năng. Cuối đầu kinh lễ Như Lai, con xin sám hối nghiệp sai miệng mồm. Ăn miệng bốn thứ bao gồm lời nói thô ác ôm sòm dệt theo, tấn công nói lưỡi hại chiều, nói lời chẳng thật đặt điều dối gian anh. Lời kinh giáo huấn rõ ràng, đó là những địa ngục đàn đọa xa, cùng loài ngạ quỷ ác ma, chịu nhiều thống thiết khảo tra ngục hình. Nếu sanh vào cõi súc sinh, làm loài qua cú phát thanh rợn người. Nếu sanh trở lại cõi người, miệng mồm hôi thối nói lời điêu hoa, ở trong thân quyến bất hòa. Hai tranh hai cãi người xa lánh dần, miệng gây nghiệp ác ngu đần. Quý tam bảo ngàn lần ăn năn anh. Cuối đầu kinh lại Thế Tôn, một lòng sám hối lòng son giải bày. Chúng con nhiều kiếp đến nay, dùng lời thô ác mà gây giận hờn. Với người gây gỗ tránh hơn, nói năng bất nhã khinh lợn người trên. Chẳng phân quen là sang hèn, thốt lời nhục mà dưới trên chẳng màng. Miệng mồm chửi rủa phủ phàng, khiến người khóc hận tìm đàn tránh xa. Cùng người xô xa quất hòa, oán trời trách đất kêu la quỷ thần. Miệng mồm la lối vang trần, tạo ra khẩu thiên thần cũng kiên. Tội tình vô lượng vô biên, nay xin sám hối nghiệp điên dập đầu. Đời con chẳng biết từ đâu, chuyên lòng dối trá mưu cầu lợi điên. Ăn không nói có hư huyền, đặt điều nói láo làm tiền người tin ăn. Cha con thân quyến bạn hiền, cũng mưu lừa dối nói điên làm quan. Làm cho chia rẽ họ hàng, làm cho nước mất nhà tan mới đành. Hoặc dùng yêu thuật mà miệng khoe quan đã tiểu thành thánh nhân. Tứ thiền bám định chứng phần Bồ Tát là hẳn được thân thánh hiền.
hiện bày điều sai khiến lòng thiên sấm trò câu đảo chuyển miền gió mưa. Này con sám hối xin chừa lòng con chi thiết tóc tơ phản lộ hoặc dùng lời lẽ tiếng to ở văn hóa trao chuốc mưu đồ lời danh hoặc dùng âm nhạc trữ tình hoặc dùng son phấn tô mình vẽ môi lẳng lơ lời nói tiếng cười làm điều rằng bảy vũ người tà dâm mà khiến người mê sắc loạn tâm anh mỏi mòn chỉ khi lỗi lầm chẳng hay hoặc dùng ý ngữ khoe tài vu khống xuyên tạc chê bai trung thần dèm pha hiếu tử hiền nhân khiến cho hậu thế nghi lầm người ngay có hoàng khó nổi có bài ôm lòng oan hận tôi dày sự sanh. Này con phát lộ chí thành tất cả nghiệp ác tội danh sám trừ kể từ kiếp kiếp nghìn thu gây ra tội lỗi oán thù vì đâu bày ra lời nói đôi chiều tháng dương ngoài mặt đặng điều sau lưng dèm pha phần tán đôi đường tấn công khích bác lời dường như dao vua tôi nghi kỳ lắm nhau âm vợ chồng ly tán bạn bầu lìa xa hai bên liền kết an hòa cũng vì theo vết dèm phá sự tình gây nên thù oán giao tranh làm cho nước loạn dân lành khóc la ác nghiệp như nước hằng hà lòng thành sám hối xin tha nghiệp dày con nguyện tu sửa từ đây nguyện cho tội ác miệng này hóa không ác nghiệp miệng sám vừa xong nhờ công đức sám mà lòng được yên an. Âm thanh tam thứ đủ duyên biện tài bốn thứ chu viên tự thành phán ngôn lời lẽ đành rằng nói năng hòa hợp ý lành lời chúng anh ai nghe cũng thỏa tấm lòng mà biết rằng ngôn ngữ tục phong mọi miền ngôn từ bất tuyệt liên miên khiến người giải thoát ưu phiền phàm phu nhập hàng thanh giả chân tu anh. Mở con mắt tuệ khóa tù tối tâm mà con xin phá nguyện nhất tâm mà sám hối nghiệp miệng mê lầm xưa nay cúi đầu năm vóc trương đại hướng về tam bảo miên mài quý ơi. Thank you.
ai dục thân nghiệp thứ ba, gốc nguồn vô tận ta bà thọ sinh. Theo lời Phật dạy trong kinh, ai đem vạn trạng thiên hình ngu si, ngục tù chướng ngại u mê, luân hồi muôn kiếp cũng vì ái ân. Cuộc đời sống tựa mây vần, đóng xương vô định mấy lần tu di. Không than nước mắt đầm về, nếu đem tích chưa suối ghe nào bằng. Vương vòng ái dục vi bằng, biển mê sinh tử xích thần rối ren. Địa ngục thông khổ mây phen, cùng loài quỷ đôi tiếng rền khóc than. Súc sinh quả bao thân cam, bồ câu chim sẽ tánh hàm dâm tàn. Nếu sanh trong cõi người ta, vợ con bất chính đạo, nhà chẳng vui, bao nhiêu khổ bao chôn vùi, do nhân ái dục khiến đời khổ đau. Phẩm tiền tha thiết khẩn cầu, ăn năn sám hối tật sâu phát lô. Kể từ vô thủy đến giờ, luân thường chẳng giữ tương tư vợ người. Mưu sâu dụ dỗ đoạn chơi, xâm phạm trinh tiết phá đời gái ngoan. Thì kheo ni cũng tính toan, làm nhớ phạm hạnh hoang đàn đầy đường. Ý quyền cưỡng bức gạn lừa, khiến người tan tác cũng chưa thỏa lòng. Mà trắng hoa mèo má gà đồng, mà chẳng phân biệt hàng đàn ông vô loài. Nay con đã hiểu chuyện đời, chí thành sám hối sao thời ăn năn. Nhờ công sám hối não phiền, ác nghiệp dâm dục tự nhiên được trường. Sanh ra chẳng tự cửa nhờ, tâm thân thanh tịnh là nhờ hóa sinh. Thập phần tướng tố quang minh, thông minh định ngộ tinh anh tuyển trần. Xa lìa dục vọng ái ân, biết đời hư ảo hồng trần thoát ly. Trong mơ cũng chẳng suy vì, như như bất động tu trì chánh nhân. Nay đem tính mạng tâm thần, quy đánh lễ pháp thân Phật. Trong kinh lời Phật rành rành, không trừ ba chướng tội tình luân lưu. Một là phiền não chẳng thiếu, hai là ác nghiệp muôn điều khổ đau, ba là khổ bao trước sau,
ba điều chướng ngại nương nhau tạo thành. Vì phiền não ác niệm sinh, lại vì ác niệm bao hành khổ đau. Nay con đã hiểu nghĩa màu, chí thành sám hối đề đầu kính tin. Đề đầu sám hối vẫn tiền, ăn năn ý nghiệp liên miên ta thành. Nghiệp thân nghiệp miệng cũng đành, tùy theo nghiệp mà hành động theo anh. Ý gieo ma độc hiểm nghèo, tham lam sân hận còn đều suy mê. Chính vì ngu tối lệ thề, tin theo tà kiến say mê sâu trần. Trong kinh lời phân ân cần, chỉ bài nẻo ác do nhân tự trồng. Tham sân si độc trùng trùng, xa vào địa ngục chẳng hồng thoáng ra. Súc sanh ngạ quỷ cũng là do ba độc ấy khó mà đổi thay anh. Dù cho trở lại có ngày, làm người cũng phải mang hoài nghiệm xưa. Nghèo nàn cô quá lọc lừa, hung hăng đần độn xác sơ môn đời. Còn bao quả bao tài trời, cũng vì ý nghiệp tơi bời khổ đau. Con này chỉ thiết khấn cầu, Phật tiền con lại dâm đầu ăn ấy năn. Ai dục thân nghiệp thứ ba, gốc nguồn vô tận ta bà thọ sinh. Theo lời Phật dạy trong kinh, ai đem vạn trạng thiên hình ngu si. Ngục tù chướng ngại u mê, luân hồi muôn kiếp cũng vì ái ân. Cuộc đời sống tựa mây vần, đóng xương vô định mấy lần tu di. Không than nước mắt đầm về, nếu đem tích chưa suối khe nào bằng. Vương vòng ái dục vi bằng, biển mê sinh tử xích thần rối ren. Địa ngục thông khổ mây phen, cùng loài quỷ đôi tiếng rền khóc than. Súc sinh quả bao thân cam, bồ câu chim sẽ tánh hàm dâm tàn. Nếu sanh trong cõi người ta, vợ con bất chính đạo nhà chẳng vui. Bao nhiêu khổ bao chôn vùi, do nhân ái dục khiến đời khổ đau. Phẩm tiền tha thiết khẩn cầu, ăn năn sám hối tật sâu phát lô. Kể từ vô thủy đến giờ, luân thường chẳng giữ thương tư vợ người.
mưu sâu dụ dỗ đoạn chơi, xâm phạm trinh tiết phá đời gái ngoan, thì kheo ni cũng tính toan, làm nhớ phạm hạnh hoang đàn đầy đường. Ý quyền cưỡng bức gạn lừa, khiến người tan tác cũng chưa thỏa lòng, mà trắng hoa mèo má gà đồng, mà chẳng phân biệt hàng đàn ông vô loài. Nay con đã hiểu chuyện đời, chí thành sám hối sao thời ăn năn, nhờ công sám hối não phiền, ác nghiệp dâm dục tự nhiên được trường. Sanh ra chẳng tự cửa nhờ, tâm thân thanh tịnh là nhờ hóa sinh, thập phần tướng tố quang minh, thông minh định ngộ tinh anh tuyển trần. Xa lìa dục vọng ái ân, biết đời hư ảo hồng trần thoát ly, trong mơ cũng chẳng suy vì, như như bất động tu trì chánh nhân. Nay đem tính mạng tâm thần, quy đánh lễ pháp thân Phật. Trong kinh lời Phật rành rành, không trừ ba chướng tội tình luân lưu. Một là phiền não chẳng thiếu, hai là ác nghiệp muôn điều khổ đau, ba là khổ báo trước sau. Ba điều chướng ngại nương nhau tạo thành, vì phiền não ác nghiệp sinh, lại vì ác nghiệp bao hành khổ đau. Nay con đã hiểu nghĩa màu, chí thành sám hối đề đầu kính tin. Đề đầu sám hối vẫn tiền ăn năn, ta thành nghiệp thân nghiệp miệng cũng đành, tùy theo nghiệp ý mà hành động theo anh. Ý gieo ma độc hiểm nghèo, tham lam sân hận còn đều suy mê, chính vì ngu tối lệ thế tin theo tà kiến say mê sâu trần. Trong kinh lời Phật ân cần, chỉ bài nẻo ác do nhân tự trồng. Tham sân si độc trùng trùng, xa vào địa ngục chẳng hồng thoáng ra. Súc sanh ngạ quỷ cũng là do ba độc ấy khó mà đổi thay. Dù cho trở lại có ngày, làm người cũng phải mang hoài nghiệm xưa. Nghèo nàn cô quá lọc lừa, hung hăng đần độn xác sơ môn đời. Còn bao quả bao tài trời, cũng vì ý nghiệp
tới bời khổ đau. Con này chỉ thiết khấn cầu Phật tiền con lại dâm đầu ăn ấy. Lời nói thô ác ôm sờm dệt theo, tấn công nói lưỡi hại chiều, nói lời chẳng thực đặt điều dối gian anh. Lời kinh giáo huấn rõ ràng, đó là nhân địa ngục đàn đọa xa, cùng loài ngã quỷ ác ma, chịu nhiều thống thiết khảo tra ngục hình. Nếu sanh vào cõi súc sinh, làm loài qua cú phát thanh rợn người. Nếu sanh trở lại cõi người, miệng mồm hôi thôi nói lời điêu hoa, hai canh hai cái người xa lánh dần, miệng gây nghiệp ác ngu đần, quý tam bảo ngàn lần ăn năn anh. Cúi đầu kinh lại Thế Tôn, một lòng sám hối lòng son giải bày. Chúng con nhiều kiếp đến nay, dùng lời thô ác mà gây giận hờn. Với người gây gỗ tránh hơn, nói năng bất nhã khinh lợn người trên, chẳng phân quen là sang hèn, thốt lời nhục mà dưới trên chẳng màng. Miệng mồm chửi rủa phủ phàng, khiến người khóc hận tìm đàn tránh xa, cùng người xô xa quốc hòa, oán trời cách đất kêu la quỷ thần. Miệng mồm la lối vang trần, tạo ra khẩu thiên thần cũng kiêng, tội tình vô lượng vô biên, nay xin sám hối niệm điên dập đầu. Đời con chẳng biết từ đâu, chuyên lòng dối trá mưu cầu lợi điên, ăn không nói có hư huyền, đặt điều nói láo làm tiền người tin ăn. Cha con thân quyến bạn hiền, cũng mưu lừa dối nói điên làm quan, làm cho chia rẽ họ hàng, làm cho nước mất nhà tan mới đành. Hoặc dùng yêu thuật mà miệng khoe quan đã cứu thành thánh nhân, tư thiền bán định chứng phần Bồ Tát là hẳn được thân thánh hiền. Bày điều sai khiến lòng thiên, sắm trò câu đảo chuyển miền gió mưa. Nay con sám hối xin chừa, lòng con chi thiết tóc tơ phản lộ, hoặc dùng lời lẽ tiếng to, văn hóa trao chuốc mưu đồ.
chánh. Hoặc dùng âm nhạc trữ tình, hoặc dùng son phấn tô mình vẽ môi, lẳng lơ lời nói tiếng cười, làm điều sằng bậy dụ người tà dâm, mà khiến người mê sắc loạn tâm ăn. Mỏi mòn chỉ khi lỗi lầm chẳng hay, hoặc dùng ý ngữ khoe tài, vu khống xuyên tạc chê bai trung thần, dèm pha hiếu tử hiền nhân, khiến cho hậu thế nghi lầm người ngay, có oan khó nổi có bài, ôm lòng hoang hận tôi dày sự sanh. Nay con phát lộ chí thành, tất cả nghiệp ác tội danh sám trừ, kể từ kiếp kiếp nghìn thu, gây ra tội lỗi oán thù vì đâu, bày ra lời nói đôi chiều. Sáng dương ngoài mặt đặng điều sau lưng, dèm pha phần tan đôi đường, tấn công khích bác lời dường như dao, vua tôi nghi kỳ lắm nhau. Vợ chồng ly tán bạn bầu lìa xa, hai bên liền kết an hòa, cũng vì theo vết dèm pha sự tình, gây nên thù oán giao tranh, làm cho nước loạn dân lành khóc la, ác nghiệp như nước hằng hà. Lòng thành sám hối xin tha nghiệp dày, con nguyện tu sửa từ đây, nguyện cho tội ác miệng này hóa không, ác nghiệp miệng sám vừa xong, nhờ công đức sám mà lòng được yên. Âm thanh tam thứ đủ duyên, biện tài bốn thứ chu viên tự thành, phán ngôn lời lẽ đành rằng, nói năng hòa hợp ý lành lời chúng anh. Ai nghe cũng thỏa tấm lòng, mà biết rành ngôn ngữ tục phong mọi miền, ngôn từ bất tuyệt liên miên, khiến người giải thoát ưu phiền phàm phu, nhập hàng thanh giả chân tu. Mở con mắt tuệ khóa tù tối tâm, mà con xin phá nguyện nhất tâm, mà sám hối nghiệp miệng mê lầm xưa nay, cúi đầu năm vóc trương đại, hướng về tam bảo miệng mài quý ơi. Ái dục thân nghiệp thứ ba, gốc nguồn vô tận ta bà thọ sinh, theo lời Phật dạy trong kinh, ai đem vạn trạng thiên hình ngu si.
ngục tổ chướng ngại u mê luân hồi muôn kiếp cũng vì ái ân cuộc đời sống tựa mây vần đóng xương vô định mấy lần tu di không than nước mắt nằm về nếu đem tích chưa suối ghe nào bằng vương vòng ái dục vi bằng biển mê sinh tử xích thần rối ren địa ngục thông khổ mây phen cùng loài quỷ đôi tiếng rền khóc than súc sinh quả bao thân cam bồ cầu chim sẽ tanh hàm dâm tàn nếu sanh trong cõi người ta vợ con bất chính đạo nhà chẳng vui bao nhiêu khổ bao chôn vùi do nhân ái dục khiến đời khổ đau phẩm tiền tha thiết khẩn cầu ăn năn sám hối tật sâu phát lô kể từ vô thủy đến giờ luân thường chẳng giữ tương tư vợ người mưu sâu dụ dỗ đoạn chơi xâm phạm trinh tiết phá đời gái ngoan thì kheo ni cũng tính toan làm nhớ phạm hạnh hoang đàn đầy đưa ý quyền cưỡng bức gạn lừa khiến người tan tác cũng chưa thỏa lòng mà trắng hoa mèo má gà đồng mà chẳng phân biệt hàng đàn ông vô loài nay con đã hiểu chuyện đời chí thành sám hối sao thời ăn năn nhờ công sám hối nào phiền ác nghiệp dâm dục tự nhiên được trường sanh ra chẳng tự cửa nhờ tâm thân thanh tịnh là nhờ hóa sinh thập phần tương tố quang minh thông minh định ngộ tinh anh tuyển trần xa lìa dục vọng ái ân biết đời hư ảo hồng trần thoát ly trong mơ cũng chẳng suy vì như như bất động tu trì chánh nhân nay đem tính mạng tâm thần quy đánh lễ pháp thân Phật trong kinh lời Phật rành rành không trừ ba chướng tội tình luân lưu một là phiền não chẳng thiếu hai là ác nghiệp muôn điều khổ đau ba là khổ bao trước sau ba điều chướng ngại nương nhau tạo thành vì phiền não ác nghiệp sinh lại vì ác nghiệp bao hành khổ đau em nay con đã hiểu nghĩa màu chí thành sám hối đề đầu
Để đầu sám hối phận tiền ăn năn ý nghiệp liên miên ta thành nghiệp thân nghiệp miệng cũng đành tùy theo nghiệp ý mà hành động theo ấy ý gieo ma độc hiểm nghèo tham lam sân hận còn đều si mê chính vì ngu tối lệ thề tin theo tà kiến say mê sáu trần trong kinh lời phật ân cần chỉ bài nẻo ác do nhân tự trồng tham sân si độc trùng trùng xa vào địa ngục chẳng hồng thoáng ra súc sanh ngạ quỷ cũng là do ba độc ấy khó mà đổi thay anh dù cho trở lại có ngày làm người cũng phải mang hoài nghiệm xưa nghèo nàn cô quá lọc lừa hung hăng đần độn xác sơ môn đời còn bao quả bao tài trời cũng vì ý nghiệp tơi bời khổ đau à con này chỉ thiết khấn cầu Phật tiền con lại dâm đầu ăn ấy năng ai dục thân nghiệp thứ ba gốc nguồn vô tận ta bà thọ sinh theo lời Phật dạy trong kinh ai đem vạn trạng thiên hình ngu si ngục tù chướng ngại u mê luân hồi muôn kiếp cũng vì ái ân cuộc đời sống tựa mây vần đóng xương vô định mấy lần tu di không than nước mắt nằm về nếu đem tích chưa suối ghe nào bằng vương vòng ái dục vi bằng biển mê sinh tử xích thần rối ren địa ngục thông khổ mây phen cùng loài quỷ đôi tiếng rền khóc than súc sinh quả bao thân cam bồ câu chim sẽ tanh hàm dâm tàn nếu sanh trong cõi người ta vợ con bất chính đạo nhà chẳng vui bao nhiêu khổ bao chôn vùi do nhân ái dục khiến đời khổ đau phẩm tiền tha thiết khẩn cầu ăn năn sám hối tật sâu phát lô kể từ vô thủy đến giờ luân thường chẳng giữ tương tư vợ người mưu sâu dụ dỗ đoạn chơi xâm phạm trinh tiết phá đời gái ngoan thì kheo ni cũng tính toan làm nhớ phạm hạnh hoang đàn đầy đưa ý quyền cưỡng bức gạn lừa khiến người tan tác cũng chưa thỏa lòng mà trắng hoa mèo má gà đồng
con biệt hằng đàn ông vô loài. Nay con đã hiểu chuyện đời, chí thành sám hối sau thời ăn năn. Nhờ công sám hối não phiền ác nghiệp dâm dục tự nhiên được trường. Sanh ra chẳng tự cửa nhờ, tâm thân thanh tịnh là nhờ hóa sinh. Thập phần tướng tố quang minh, thông minh định ngộ tinh anh tuyển trần. Xa lìa dục vọng ái ân, biết đời hư ảo hồng trần thoát ly. Trong mơ cũng chẳng suy vì, như như bất động tu trì chánh nhân. Nay đem tính mạng tâm thần, quy đảnh lễ pháp thân Phật Đà. Trong kinh lời Phật rành rành, không trừ ba chướng tội tình luân lưu. Một là phiền não chẳng thiếu, hai là ác nghiệp muôn điều khổ đau. Ba là khổ báo trước sau, ba điều chướng ngại nương nhau tạo thành. Vì phiền não ác nghiệp sinh, lại vì ác nghiệp bao hành khổ đau. Nay con đã hiểu nghĩa màu, chí thành sám hối đề đầu kính tin. Đề đầu sám hối vẫn tiền ăn năn, thành nghiệp thân nghiệp miệng cũng đành. Tùy theo nghiệp ý mà hành động theo anh. Ý gieo ma độc hiểm nghèo, tham lam sân hận còn đều si mê. Chính vì ngu tối lệ thề, tin theo tà kiến say mê sâu trần. Trong kinh lời Phật ân cần, chỉ bài nẻo ác do nhân tự trồng. Tham sân si độc trùng trùng, xa vào địa ngục chẳng hồng thoát ra. Súc sanh ngạ quỷ cũng là do ba độc ấy khó mà đổi thay. Dù cho trở lại có ngày, làm người cũng phải mang hoài nghiệm xưa. Nghèo nàn cô quá lọc lừa, hung hăng đần độn xác sơ môn đời. Còn bao quả bao tài trời, cũng vì ý nghiệp tơi bời khổ đau. Con này chỉ thiết khấn cầu, Phật tiền con lại dâm đầu ăn.
lời nói thô ác ôm sòm dệt theo tấn công nói lưỡi hại chiều nói lời chẳng thực đặt điều dối gian anh lời kinh giáo huấn rõ ràng đó là những địa ngục đàn đọa xa cùng loài ngạ quỷ ác ma chịu nhiều thống thiết khảo tra ngục hình nếu sanh vào cõi súc sinh làm loài qua cú phát thanh rợn người nếu sanh trở lại cõi người miệng mồm hôi thối nói lời điêu hoa trong thân quyến bất hòa hai tranh hai cãi người xa lánh dần miệng gây nghiệp ác ngu đần quý tam bảo ngàn lần ăn năn anh cúi đầu kinh lại Thế Tôn một lòng sám hối lòng son giải bày chúng con nhiều kiếp đến nay dùng lời thô ác mà gây giận hờn với người gây gỗ tránh hơn nói năng bất nhã khinh lợn người trên chẳng phân quen là sang hèn thốt lời nhục mà dưới trên chẳng màng miệng mồm chửi rủa phủ phàng khiến người khóc hận tìm đàn tránh xa cùng người xô xa quất hòa oán trời cách đất kêu la quỷ thần miệng mồm la lối vang trần tạo ra khẩu thiên thần cũng kiên tội tình vô lượng vô biên nay xin sám hối nghiệp điên dập đầu đời con chẳng biết từ đâu chuyên lòng dối trá mưu cầu lợi điên ăn không nói có hư huyền đặt điều nói lao làm tiền người tin ăn cha con thân quyến bạn hiền cũng mưu lừa dối nói điên làm quan làm cho chia rẽ họ hàng làm cho nước mất nhà tan mới đành hoặc dùng yêu thuật mà miệng khoe quan đã cứu thành thánh nhân tứ thiền bám định chứng phần Bồ Tát là hẳn được thân thánh hiền bày điều sai khiến lòng thiên sấm trò câu đảo chuyển miền gió mưa nay con sám hối xin chừa lòng con chi thiết tóc tơ phản lộ hoặc dùng lời lẽ tiếng to văn hóa trao chuốc mưu đồ lời danh hoặc dùng âm nhạc trữ tình hoặc dùng son phấn tô mình vẽ môi lẳng lơ lời nói tiếng cười làm điều rằng bảy dụ người tà dâm mà khiến người mê sắc loạn tâm ăn mỏi mòn chỉ khi lỗi lầm chẳng hay hoặc dùng ý ngữ khoe tài vu không xuyên tạm chê bai trung thần dèm pha hiếu tử hiền nhân khiến cho hậu thế nghi lầm người ngay có hoàng khó nổi có bài ôm lòng hoa
dày sự sanh. Nay con phát lộ chí thành, tất cả nghiệp ác tội danh sám trừ, kể từ kiếp kiếp nghìn thu gây ra tội lỗi oán thù. Vì đâu bày ra lời nói đôi chiều, tháng dương ngoài mặt đặng điều sau lưng, dèm pha phần tán đôi đường. Tấn công khích bác lời dường như dao, vua tôi nghe kỳ lắm nhau. Vợ chồng ly tán bạn bầu lìa xa, hai bên liền kết an hòa. Cũng vì theo vết dèm phá sự tình, gây nên thù oán giao tranh. Làm cho nước loạn dân lành khóc la, ác nghiệp như nước hằng hà. Lòng thành sám hối xin tha nghiêm dày, con nguyện tu sửa từ đây. Nguyện cho tội ác miệng này hóa không, ác nghiệp miệng sám vừa xong. Nhờ công đức sám mà lòng được yên. Âm thanh tam thứ đủ duyên, biện tài bốn thứ chu viên tự thành. Phán ngôn lời lẽ đành rằng, nói năng hòa hợp ý lành lời chúng anh. Ai nghe cũng thỏa tấm lòng, mà biết rằng ngôn ngữ tục phong mọi miền. Ngôn từ bất tuyệt liên miên, khiến người giải thoát ưu phiền phàm phu. Nhập hàng thanh giả chân tu anh, mở con mắt tuệ khóa tù tối tâm. Mà con xin phá nguyện nhất tâm, mà sám hối nghiệp miệng mê lầm xưa nay. Cúi đầu năm vóc trương đại, hướng về tam bảo miên mài quý ơi. Ai dục thân nghiệp thứ ba, gốc nguồn vô tận ta bà thọ sinh. Theo lời Phật dạy trong kinh, ai đem vạn trạng thiên hình ngu si. Ngục tù chướng ngại u mê, luân hồi muôn kiếp cũng vì ái ân. Cuộc đời sống tựa mây vần, đóng xương vô định mấy lần tu di. Không than nước mắt nằm về, nếu đem tích chưa suối khe nào bằng. Vương vòng ái dục vi bằng, biển mê sinh tử xích thần rối ren.
địa ngục không khổ mấy phen, cùng loài quỷ đôi tiếng rền khóc than, súc sinh quả bao thần cam, bồ cầu chim sẽ tánh hàm dâm tàn. Nếu sanh trong cõi người ta, vợ con bất chính đạo, nhà chẳng vui, bao nhiêu khổ bao chôn vùi, do nhân ái dục khiến đời khổ đau. Phẩm tiền tha thiết khẩn cầu, ăn năn sám hối tật sâu phát lô, kể từ vô thủy đến giờ luân thường chẳng giữ tương tư vợ người. Mưu sâu dụ dỗ đoạn chơi, xâm phạm trinh tiết phá đời gái ngoan, thì kheo ni cũng tính toan, làm nhớ phạm hạnh hoang đàn đầy đường. Ý quyền cưỡng bức gạn lừa, khiến người tan tác cũng chưa thỏa lòng, mà trắng hoa mèo má gà đồng, mà chẳng phân biệt hàng đàn ông vô loài. Nay con đã hiểu chuyện đời, chí thành sám hối sao thời ăn năn, nhờ công sám hối não phiền, ác nghiệp dâm dục tự nhiên được trường. Sanh ra chẳng tự cửa nhờ, tâm thân thanh tịnh là nhờ hóa sinh, thập phần tướng tố quang minh, thông minh định ngộ tinh anh tuyển trần. Xa lìa dục vọng ái ân, biết đời hư ảo hồng trần thoát ly, trong mơ cũng chẳng suy vì, như như bất động tu trì chánh nhân. Nay đem tính mạng tâm thần, quy đánh lễ pháp thân Phật trong kinh lời Phật rành rành, không trừ ba chướng tội tình luân lưu, một là phiền não chẳng thiếu, hai là ác nghiệp muôn điều khổ đau, ba là khổ báo trước sau, ba điều chướng ngại nương nhau tạo thành. Vì phiền não ác nghiệp sinh, lại vì ác nghiệp bao hành khổ đau. Nay con đã hiểu nghĩa màu, chí thành sám hối đề đầu kính tin. Đề đầu sám hối vẫn tiền, thành nghiệp thân nghiệp miệng cũng đành, tùy theo nghiệp ý mà hành động theo anh. Ý gieo ma độc hiểm nghèo, tham lam sân hận còn đều suy mê, chính vì ngu tối lệ thế
tin theo tà kiến say mê sâu trần. Trong kinh lời Phật ân cần chỉ bài nẻo ác do nhân tự trồng. Tham sân si độc trùng trùng, xa vào địa ngục chẳng hồng thoáng ra. Súc sanh ngạ quỷ cũng là do ba độc ấy khó mà đổi thay. Dù cho trở lại có ngày, làm người cũng phải mang hoài nghiệm xưa. Nghèo nàn cô quá lọc lừa, hung hăng đần độn xác sơ môn đời. Còn bao quả bao tài trời, cũng vì ý nghiệp tơi bời khổ đau. Con này chỉ thiết khấn cầu, Phật tiền con lại dâm đầu ăn ấy năn. Ai dục thân nghiệp thứ ba, gốc nguồn vô tận ta bà thọ sinh. Theo lời Phật dạy trong kinh, ai đem vạn trạng thiên hình ngu si. Ngục tù chướng ngại u mê, luân hồi muôn kiếp cũng vì ái ân. Cuộc đời sống tựa mây vần, đóng xương vô định mấy lần tu di. Không than nước mắt nằm về, nếu đem tích chưa suối khe nào bằng. Vương vòng ái dục vi bằng, biển mê sinh tử xích thần rối ren. Địa ngục thông khổ mây phen, cùng loài quỷ đôi tiếng rền khóc than. Súc sinh quả bao thân cam, bồ câu chim sẽ tánh hàm dâm tàn. Nếu sanh trong cõi người ta, vợ con bất chính đạo nhà chẳng vui. Bao nhiêu khổ bao chôn vùi, do nhân ái dục khiến đời khổ đau. Phẩm tiền tha thiết khẩn cầu, ăn năn sám hối tật sâu phát lô. Kể từ vô thủy đến giờ, luân thường chẳng giữ tương tư vợ người. Mưu sâu dụ dỗ đoạn chơi, xâm phạm trinh tiết phá đời gái ngoan. Thì kheo ni cũng tính toan, làm nhớ phạm hạnh hoang đàn đầy đường. Ý quyền cưỡng bức gạn lừa, khiến người tan tác cũng chưa thỏa lòng. Mà trắng hoa mèo má gà đồng, mà chẳng phân biệt hàng đàn ông vô loài. Nay con đã hiểu chuyện đời, chí thành sám hối sao thời ăn năn. Nhờ công sám hối não phiền, ác nghiệp dâm dục tự nhiên được trường.
sanh ra chẳng tự cửa nhờ tâm thân thanh tịnh là nhờ hóa sinh thập phần tướng tố quang minh thông minh định ngộ tinh anh tuyển trần. Xa lìa dục vọng ái ân biết đời hư ảo hồng trần thoát ly trong mơ cũng chẳng suy vì như như bất động tu trì chánh nhân. Nay đem tính mạng tâm thần quy đánh lễ pháp thân Phật trong kinh lời Phật rành rành không trừ ba chướng tội tình luân lưu một là phiền não chẳng thiếu hai là ác nghiệp muôn điều khổ đau ba là khổ báo trước sau ba điều chướng ngại nương nhau tạo thành vì phiền não ác nghiệp sinh lại vì ác nghiệp bao hành khổ đau em. Nay con đã hiểu nghĩa màu chỉ thành sám hối đề đầu kính tin đề đầu sám hối vẫn tiền ăn năn ta thành nghiệp thân nghiệp miệng cũng đành tùy theo nghiệp ý mà hành động theo anh ý gieo ma độc hiểm nghèo tham lam sân hận còn đều suy mê chính vì ngu tối lệ thế tin theo tà kiến say mê sâu trần trong kinh lời Phật ân cần chỉ bài nẻo ác do nhân tự trồng tham sân si độc trùng trùng xa vào địa ngục chẳng hồng thoáng ra súc sanh ngạ quỷ cũng là do ba độc ấy khó mà đổi thay anh. Dù cho trở lại có ngày làm người cũng phải mang hoài nghiệm xưa nghèo nàn cô quá lọc lừa hung hăng đần độn xác sơ môn đời còn bao quả bao tài trời cũng vì ý nghiệp tơi bời khổ đau con này chỉ thiết khấn cầu Phật tiền con lại dâm đầu ăn ấy năn. Cuối đầu kinh lễ Như Lai con xin sám hối nghiệp sai miệng mồm ác miệng môn thứ bao gồm lời nói thô ác ôm sòm dệt theo tấn công nói lửa
đặt đều dối gian. Lời kinh giáo huấn rõ ràng, đó là nhân địa ngục đàn đọa xa cùng loài ngạ quỷ ác ma, chịu nhiều thống thiết khảo tra ngục hình. Nếu sanh vào cõi súc sinh, làm loài quả cú phát thanh rợn người. Nếu sanh trở lại cõi người, miệng mồm hôi thôi nói lời điêu hoa, ở trong thân quyên bất hòa. Hai canh hai cái người xa lánh dần, miệng gây nghiệp ác ngu đần. Quy tam bảo ngàn lần ăn năn anh, cúi đầu kinh lại Thế Tôn, một lòng sám hối lòng son giải bày. Chúng con nhiều kiếp đến nay, dùng lời thô ác mà gây giận hờn. Với người gây gỗ tránh hơn, nói năng bất nhã khinh lợn người trên, chẳng phân quen là sang hèn, thốt lời nhục mà dưới trên chẳng màng. Miệng mồm chửi rủa phủ phàng, khiến người khóc hận tìm đàn tránh xa. Cùng người xô xa quốc hòa, oán trời cách đất kêu la quỷ thần. Miệng mồm la lối vang trần, tạo ra khẩu thiên thần cũng kiêng. Tội tình vô lượng vô biên, nay xin sám hối nghiệm điên dập đầu. Đời con chẳng biết từ đâu, chuyên lòng dối trá mưu cầu lợi điên. Ăn không nói có hư huyền, đặt điều nói lao làm tiền người tin ăn. Cha con thân quyến bạn hiền, cũng mưu lừa dối nói điên làm quan. Làm cho chia rẽ họ hàng, làm cho nước mất nhà tan mới đành. Hoặc dùng yêu thuật mà miệng khoe quan đã tử thành thánh nhân. Tư thiền bán định chứng phần Bồ Tát là hẳn được thân thánh. Hiền bày điều sai khiến lòng thiên, sắm trò câu đảo chuyển miền gió mưa. Nay con sám hối xin chừa, lòng con chi thiết tóc tơ phản lộ. Hoặc dùng lời lẽ tiếng to, văn hóa trao chuốc mưu đồ lời danh. Hoặc dùng âm nhạc trữ tình, hoặc dùng son phấn tô mình vẽ môi. Lẳng lơ lời nói tiếng cười, làm điều sằng bậy dụ người tà dâm, mà khiến người mê sắc loạn tâm anh. Mọi mòn chỉ khi lỗi lầm chẳng hay, hoang dùng ý ngữ khoe tài, vu khống xuyên tạc chê bai trung thần, dèm pha hiếu tử hiền nhân, khiến cho hậu thế nghi lầm người ngay. Có oan khó nổi có bài, ôm lòng hoang hận tôi dày sự sanh.
Nay con phát lộ chí thành, tất cả nghiệp ác tội danh sám trừ, kể từ kiếp kiếp nghìn thu, gây ra tội lỗi oán thù vì đâu, bày ra lời nói đôi chiều. Tán dương ngoài mặt đặng điều sau lưng, dèm pha phần tán đôi đường, tấn công khích bác lời dường như dao, vua tôi nghi kỳ lắm nhau. Vợ chồng ly tán bạn bầu lìa xa, hai bên liền kết an hòa, cũng vì theo vết dèm pha sự tình, gây nên thù oán giao tranh, làm cho nước loạn dân lành khóc la, ác nghiệp như nước hằng hà. Lòng thành sám hối xin tha nghiêm dày, con nguyện tu sửa từ đây, nguyện cho tội ác miệng này hóa không, ác nghiệp miệng sám vừa xong, nhờ công đức sám mà lòng được yên. Âm thanh tam thứ đủ duyên, biện tài bốn thứ chu viên tự thành, phán ngôn lời lẽ đành rằng, nói năng hòa hợp ý lành lời chúng anh. Ai nghe cũng thỏa tấm lòng, mà biết rằng ngôn ngữ tục phong mọi miền, ngôn từ bất tuyệt liên miên, khiến người giải thoát ưu phiền phàm phu, nhập hàng thanh giả chân tu. Mở con mắt tuệ khóa tù tối tâm, mà con xin phá nguyện nhất tâm, mà sám hối nghiệp miệng mê lầm xưa nay, cúi đầu năm vóc trương đại, hướng về tam bảo miệng mài quý ơi. Ai dục thân nghiệp thứ ba, gốc nguồn vô tận ta bà thọ sinh, theo lời Phật dạy trong kinh, ai đem vạn trạng thiên hình ngu si. Ngục tù chướng ngại u mê, luân hồi muôn kiếp cũng vì ái ân, cuộc đời sống tựa mây vần, đóng xương vô định mấy lần tu di. Không than nước mắt đầm về, nếu đem tích chưa suối khe nào bằng, vương vòng ái dục vi bằng, biển mê sinh tử xích thần rối ren. Địa ngục thông khổ mây phen, cùng loài quỷ đôi tiếng rền khóc than, súc sinh quả bao thân cam, bồ câu chim sẽ tánh hàm dâm tàn.
sanh trong cõi người ta, vợ con bất chính đạo, nhà chẳng vui, bao nhiêu khổ bao chôn vùi, do nhân ái dục khiến đời khổ đau. Phẩm tiền tha thiết khẩn cầu, ăn năn sám hối tật sâu phát lô, kể từ vô thủy đến giờ luân thường chẳng giữ tương tư vợ người. Mưu sâu dụ dỗ đoạn chơi, xâm phạm trinh tiết phá đời gái ngoan, thì kheo ni cũng tính toan, làm nhớ phạm hạnh hoang đàn đầy đưa. Ý quyền cưỡng bức gạn lừa, khiến người tan tác cũng chưa thỏa lòng, mà trắng hoa mèo má gà đồng, mà chẳng phân biệt hàng đàn ông vô loài. Nay con đã hiểu chuyện đời, chí thành sám hối sao thời ăn năn, nhờ công sám hối nào phiền, ác nghiệp dâm dục tự nhiên được trường. Sanh ra chẳng tự cửa nhờ, tâm thân thanh tịnh là nhờ hóa sinh, thập phần tương tố quang minh, thông minh định ngộ tinh anh tuyển trần. Xa lìa dục vọng ái ân, biết đời hư ảo hồng trần thoát ly, trong mơ cũng chẳng suy vì, như như bất động tu trì chánh nhân. Nay đem tính mạng tâm thần, quy đánh lễ pháp thân Phật Đà. Trong kinh lời Phật rành rành, không trừ ba chướng tội tình luân lưu, một là phiền não chẳng thiếu, hai là ác nghiệp muôn điều khổ đau, ba là khổ bao trước sau. Ba điều chướng ngại nương nhau tạo thành, vì phiền não ác nghiệp sinh, lại vì ác nghiệp bao hành khổ đau. Nay con đã hiểu nghĩa màu, chí thành sám hối đề đầu kính tin. Đề đầu sám hối vẫn tiền, thành nghiệp thân nghiệp miệng cũng đành, tùy theo nghiệp ý mà hành động theo anh. Ý gieo ma độc hiểm nghèo, tham lam sân hận còn đều suy mê, chính vì ngu tối lệ thế tin theo tà kiến say mê sâu trần. Trong kinh lời Phật ân cần, chỉ bài nẻo ác do nhân tự trồng.
tham sân si độc trùng trùng, xa vào địa ngục chẳng hồng thoáng ra. Súc sanh ngạ quỷ cũng là do ba độc ấy khó mà đổi thay. Dù cho trở lại có ngày, làm người cũng phải mang hoài nghiệm xưa. Nghèo nàn cô quá lọc lừa, hung hăng đần độn xác sơ môn đời. Còn bao quả bao tài trời, cũng vì ý nghiệp tơi bời khổ đau. Con này chỉ thiết khấn cầu, Phật tiền con lại dâm đầu ăn ấy năng. Ái dục thân nghiệp thứ ba, gốc nguồn vô tận ta bà thọ sinh. Theo lời Phật dạy trong kinh, ai đem vạn trạng thiên hình ngu si. Ngục tù chướng ngại u mê, luân hồi muôn kiếp cũng vì ái ân. Cuộc đời sống tựa mây vần, đóng xương vô định mấy lần tu di. Không than nước mắt đầm về, nếu đem tích chưa suối khe nào bằng. Vương vòng ái dục vi bằng, biển mê sinh tử xích thần rối ren. Địa ngục thông khổ mây phen, cùng loài quỷ đôi tiếng rền khóc than. Súc sinh quả bao thân cam, bồ câu chim sẽ tanh hàm dâm tàn. Nếu sanh trong cõi người ta, vợ con bất chính đạo nhà chẳng vui. Bao nhiêu khổ bao chôn vùi, do nhân ái dục khiến đời khổ đau. Phẩm tiền tha thiết khẩn cầu, ăn năn sám hối tật sâu phát lô. Kể từ vô thủy đến giờ, luân thường chẳng giữ tương tư vợ người. Mưu sâu dụ dỗ đoạn chơi, xâm phạm trinh tiết phá đời gái ngoan. Thì kheo ni cũng tính toan, làm nhớ phạm hạnh hoang đàn đầy đưa. Ý quyền cưỡng bức gạn lừa, khiến người tan tác cũng chưa thỏa lòng. Mà trắng hoa mèo má gà đồng, mà chẳng phân biệt hàng đàn ông vô loài. Nay con đã hiểu chuyện đời, chí thành sám hối sao thời ăn năn. Nhờ công sám hối não phiền, ác nghiệp dâm dục tự nhiên được trường. Sanh ra chẳng tự cửa nhờ, tâm thân thanh tịnh là nhờ hóa sinh. Thập phần tương tố quang minh, thông minh định ngộ tinh anh tuyển trần. Xa lìa dục vọng ái ân,
biết đời hư ảo hồng trần thoát ly, trong mơ cũng chẳng suy vì như như bất động tu trì chánh nhân. Nay đem tính mạng tâm thần quy đảnh lễ pháp thân Phật Đà. Trong kinh lời phân rành rành, không trừ ba chướng tội tình luân lưu, một là phiền não chẳng thiếu, hai là ác nghiệp muôn điều khổ đau, ba là khổ báo trước sau. Ba điều chướng ngại nương nhau tạo thành, vì phiền não ác nghiệp sinh, lại vì ác nghiệp bao hành khổ đau. Nay con đã hiểu nghĩa màu, chí thành sám hối đề đầu kính tin. Đề đầu sám hối vẫn tiền ăn năn, thành nghiệp thân nghiệp miệng cũng đành, tùy theo nghiệp ý mà hành động theo anh. Ý gieo ma độc hiểm nghèo, tham lam sân hận còn đều suy mê, chính vì ngu tối lệ thế tin theo tà kiến say mê sáu trần. Trong kinh lời Phật ân cần chỉ bài nẻo ác do nhân tự trồng, tham sân si độc trùng trùng, xa vào địa ngục chẳng hồng thoát ra. Súc sanh ngạ quỷ cũng là do ba độc ấy khó mà đổi thay. Dù cho trở lại có ngày, làm người cũng phải mang hoài nghiệm xưa. Nghèo nàn cô quá lọc lừa, hung hăng đần độn xác sơ môn đời. Còn bao quả bao tài trời, cũng vì ý nghiệp tơi bời khổ đau. Con này chỉ thiết khấn cầu, Phật tiền con lại dâm đầu ăn ấy nắng. Cuối đầu kinh lễ Như Lai, con xin sám hối nghiệp sai miệng mồm ác miệng bốn thứ bao gồm lời nói thô ác om sòm dệt theo tấn công, nói lưỡi hại chiều nói lời chẳng thực đặt điều dối gian anh. Lời kinh giáo huấn rõ ràng, đó là nhân địa ngục đàn đọa xa, cùng loài ngạ quỷ ác
giấc mơ, chịu nhiều thống thiết khảo tra ngục hình. Nếu sanh vào cõi súc sinh, làm loài qua khu phát thanh rợn người. Nếu sanh trở lại cõi người, miệng mồm hôi thối nói lời điêu hoa, ở trong thân quyến bất hòa. Hai tranh hai cái người xa lánh dần, miệng gây nghiệp ác ngu đần. Quý tam bảo ngàn lần ăn năn ăn, cúi đầu kinh lại Thế Tôn, một lòng sám hối lòng son giải bày. Chúng con nhiều kiếp đến nay, dùng lời thô ác mà gây giận hờn. Với người gây gỗ tránh hơn, nói năng bất nhã khinh lợn người trên. Chẳng phân quen là sang hèn, thốt lời nhục mà dưới trên chẳng màng. Miệng mồm chửi rủa phủ phàng, khiến người khóc hận tìm đàn tránh xa. Cùng người xô xa quất hòa, oán trời cách đất kêu la quỷ thần. Miệng mồm la lối vang trần, tạo ra khẩu thiên thần cũng kiên. Tội tình vô lượng vô biên, nay xin sám hối nghiệp điên dập đầu. Đời con chẳng biết từ đâu, chuyên lòng dối trá mưu cầu lợi điên. Ăn không nói có hư huyền, đặt điều nói lao làm tiền người tin ăn. Cha con thân quyến bạn hiền, cũng mưu lừa dối nói điên làm quan. Làm cho chia rẽ họ hàng, làm cho nước mất nhà tan mới đành. Hoặc dùng yêu thuật mà miệng khoe quan đã cứu thành thánh nhân. Tứ thiền bán định chứng phần Bồ Tát là hẳn được thân thánh hiền. Bày điều sai khiến lòng thiên, sắm trò câu đảo chuyển miền gió mưa. Nay con sám hối xin chừa, lòng con chi thiết tóc tơ phản lộ. Hoặc dùng lời lẽ tiếng to, văn hóa trao chuốc mưu đồ lời danh. Hoặc dùng âm nhạc trữ tình, hoặc dùng son phấn tô mình vẽ môi. Lẳng lơ lời nói tiếng cười, làm điều sằn bậy dụ người tà dâm. Mà khiến người mê sắc loạn tâm ăn, mỏi mòn chỉ khi lỗi lầm chẳng hay. Hoặc dùng ý ngữ khoe tài, vu khống xuyên tạc chê bai trung thần. Dèm pha hiếu tử hiền nhân, khiến cho hậu thế nghi lầm người ngay. Có oan khó nổi có bài, ôm lòng hoan hận tôi dày sự sanh. Nay con phát lộ chí thành, tất cả nghiệp ác tội danh sám trừ. Kể từ kiếp kiếp nghìn thu, gây ra tội lỗi oán thù vì đâu. Bày ra lời nói đôi chiều,
tháng dương ngoài mặt đặng điều sau lưng dèm pha phần tháng đôi đường tấn công khích bác lợi dường như dao vua tôi nghe kỳ lắm nhau. Vợ chồng ly tán bạn bầu lìa xa, hai bên liền kết an hòa, cũng vì theo vết dèm phá sự tình, gây nên thù oán giao tranh, làm cho nước loạn dân lành khóc la, ác nghiệp như nước hằng hà. Lòng thành sám hối xin tha nghiêm dày, con nguyện tu sửa từ đây, nguyện cho tội ác miệng này hóa không, ác nghiệp miệng sám vừa xong, nhờ công đức sám mà lòng được yên. Âm thanh tam thứ đủ duyên, biện tài bốn thứ chu viên tự thành, phán ngôn lời lẽ đành rằng, nói năng hòa hợp ý lành lời chúng anh. Ai nghe cũng thỏa tấm lòng, mà biết rằng ngôn ngữ tục phong mọi miền, ngôn từ bất tuyệt liên miên, khiến người giải thoát ưu phiền phàm phu, nhập hàng thanh giả chân tu. Mở con mắt tuệ khóa tù tối tâm, mà con xin phá nguyện nhất tâm, mà sám hối nghiệp miệng mê lầm xưa nay, cúi đầu năm vóc trương đại, hướng về tam bảo miên mài quý ơi. Ai dục thân nghiệp thứ ba, gốc nguồn vô tận ta bà thọ sinh, theo lời Phật dạy trong kinh, ai đem vạn trạng thiên hình ngu si. Ngục tù chướng ngại u mê, luân hồi muôn kiếp cũng vì ái ân, cuộc đời sống tựa mây vần, đóng xương vô định mấy lần tu di. Không than nước mắt nằm về, nếu đem tích chưa suối khe nào bằng, vương vòng ái dục vi bằng, biển mê sinh tử xích thần rối ren. Địa ngục thông khổ mây phen, cùng loài quỷ đôi tiếng rền khóc than, súc sinh quả bao thân cam, bồ câu chim sẽ tanh hàm dâm tàn. Nếu sanh trong cõi người ta, vợ con bất chính đạo nhà chẳng vui, bao nhiêu khổ bao chôn vùi, do nhân ái dục khiến đời khổ đau.
Phật tiền tha thiết khẩn cầu ăn năn sám hối tật sâu phát lộ, kể từ vô thủy đến giờ luân thường chẳng giữ tương tư vợ người. Mưu sâu dụ dỗ đoạn chơi, xâm phạm trinh tiết phá đời gái ngoan, thì kheo ni cũng tính toan, làm nhớ phạm hạnh hoang đàn đầy đường. Ý quyền cưỡng bức gạn lừa, khiến người tan tác cũng chưa thỏa lòng, mà trắng hoa mèo má gà đồng, mà chẳng phân biệt hàng đàn ông vô loài. Nay con đã hiểu chuyện đời, chí thành sám hối sau thời ăn năn, nhờ công sám hối não phiền ác nghiệp dâm dục tự nhiên được trường. Sanh ra chẳng tự cửa nhờ, tâm thân thanh tịnh là nhờ hóa sinh, thập phần tướng tố quang minh, thông minh định ngộ tinh anh tuyển trần. Xa lìa dục vọng ái ân, biết đời hư ảo hồng trần thoát ly, trong mơ cũng chẳng suy vì, như như bất động tu trì chánh nhân. Nay đem tính mạng tâm thần, quy đánh lễ pháp thân Phật Đà. Trong kinh lời Phật rành rành, không trừ ba chướng tội tình luân lưu, một là phiền não chẳng thiếu, hai là ác nghiệp muôn điều khổ đau, ba là khổ báo trước sau. Ba điều chướng ngại nương nhau tạo thành, vì phiền não ác nghiệp sinh, lại vì ác nghiệp bao hành khổ đau em. Nay con đã hiểu nghĩa màu, chí thành sám hối đề đầu kính tin. Đề đầu sám hối vẫn tiền ăn năn, ta thành nghiệp thân nghiệp miệng cũng đành, tùy theo nghiệp ý mà hành động theo anh. Ý gieo ma độc hiểm nghèo, tham lam sân hận còn đều suy mê, chính vì ngu tối lệ thế tin theo tà kiến say mê sâu trần. Trong kinh lời Phật ân cần, chỉ bài nẻo ác do nhân tự trồng. Tham sân si độc trùng trùng, xa vào địa ngục chẳng hồng thoáng ra. Súc sanh ngạ quỷ cũng là do ba độc ấy khó mà đổi thay. Dù cho trở lại có ngày, làm người cũng phải mang hoài nghiệm xưa,
sơ môn đời. Còn bao quả bao tài trời cũng vì ý nghiệp tơi bời khổ đau à, con này chỉ thiết khấn cầu Phật tiền con lại dâm đầu ăn năn. Ai dục thân nghiệp thứ ba, gốc nguồn vô tận ta bà thọ sinh, theo lời Phật dạy trong kinh, ai đem vạn trạng thiên hình ngu si. Ngục tù chướng ngại u mê luân hồi muôn kiếp cũng vì ái ân, cuộc đời sống tựa mây vần đóng xương vô định mấy lần tu di. Không than nước mắt nằm về nếu đem tích chưa suối ghe nào bằng, vương vòng ái dục vi bằng biển mê sinh tử xích thần rối ren. Địa ngục thông khổ mây phen, cùng loài quỷ đôi tiếng rền khóc than, súc sinh quả bao thân cam, bồ câu chim sẽ tanh hàm dâm tàn. Nếu sanh trong cõi người ta, vợ con bất chính đạo nhà chẳng vui, bao nhiêu khổ bao chôn vùi, do nhân ái dục khiến đời khổ đau. Phẩm tiền tha thiết khẩn cầu ăn năn sám hối tật sâu phát lô, kể từ vô thủy đến giờ luân thường chẳng giữ tương tư vợ người. Mưu sâu dụ dỗ đoạn chơi, xâm phạm trinh tiết phá đời gái ngoan, thì kheo ni cũng tính toan, làm nhớ phạm hạnh hoang đàn đầy đường. Ý quyền cưỡng bức gạn lừa, khiến người tan tác cũng chưa thỏa lòng, mà trắng hoa mèo má gà đồng, mà chẳng phân biệt hàng đàn ông vô loài. Nay con đã hiểu chuyện đời, chí thành sám hối sao thời ăn năn, nhờ công sám hối não phiền, ác nghiệp dâm dục tự nhiên được trường. Sanh ra chẳng tự cửa nhờ, tâm thân thanh tịnh là nhờ hóa sinh, thập phần tướng tố quang minh, thông minh định ngộ tinh anh tuyển trần. Xa lìa dục vọng ái ân, biết đời hư ảo hồng trần thoát ly, trong mơ cũng chẳng suy vì, như như bất động tu trì chánh nhân. Nay đem tính mạng tâm thần, quy đánh lễ pháp thân Phật. Thank you.
Trong kinh lời Phật rành rành, không trừ ba chướng tội tình luân lưu. Một là phiền não chẳng thiếu, hai là ác nghiệp muôn điều khổ đau, ba là khổ báo trước sau. Ba điều chướng ngại nương nhau tạo thành, vì phiền não ác nghiệp sinh, lại vì ác nghiệp bao hành khổ đau. Nay con đã hiểu nghĩa màu, chí thành sám hối đề đầu kính tin. Đề đầu sám hối vẫn tiền, thành nghiệp thân nghiệp miệng cũng đành, tùy theo nghiệp ý mà hành động theo anh. Ý gieo ma độc hiểm nghèo, tham lam sân hận còn đều suy mê, chính vì ngu tối lệ thế tin theo tà kiến say mê sâu trần. Trong kinh lời Phật ân cần, chỉ bài nẻo ác do nhân tự trồng. Tham sân si độc trùng trùng, xa vào địa ngục chẳng hồng thoát ra. Súc sanh ngạ quỷ cũng là do ba độc ấy khó mà đổi thay. Dù cho trở lại có ngày, làm người cũng phải mang hoài nghiệm xưa. Nghèo nàn cô quá lọc lừa, hung hăng đần độn xác sơ môn đời. Còn bao quả bao tài trời, cũng vì ý nghiệp tơi bời khổ đau. Con này chỉ thiết khấn cầu, Phật tiền con lại dâm đầu ăn năn. Cuối đầu kinh lễ Như Lai, con xin sám hối nghiệp sai miệng mồm ác miệng môn thứ bao gồm. Lời nói thô ác ôm sòm dệt theo, tấn công nói lưỡi hại chiều, nói lời chẳng thực đặt điều dối gian. Anh lời kinh giáo huấn rõ ràng, đó là nhân địa ngục đàn đọa xa, cùng loài ngạ quỷ ác ma chịu nhiều thống thiết khảo tra ngục hình. Nếu sanh vào cõi súc sinh, làm loài qua cú phát thanh rợn người. Nếu sanh trở lại cõi người, miệng mồm hôi thối nói lời điêu hoa, ở trong thân quyên bất hòa. Hai tranh hai cãi người xa lánh dần, miệng gây nghiệp ác ngu đần. Quý tam bảo ngàn lần ăn năn. Cuối đầu kinh lại Thế Tôn, một lòng sám hối lòng son giải bày chúng
con nhiều kiếp đến nay dùng lời thô ác mà gây giận hờn. Với người gây gỗ tránh hơn nói năng bất nhã khinh lợn người trên chẳng phân quen là sang hèn thốt lời nhục mà dưới trên chẳng màng. Miệng mồm chửi rủa phũ phàng khiến người khóc hận tìm đàn tránh xa cùng người xô xa quất hòa oán trời cách đất kêu la quỷ thần. Miệng mồm la lối vang trần tạo ra khẩu thiên thần cũng kiêng tội tình vô lượng vô biên nay xin sám hối niệm điên dập đầu. Đời con chẳng biết từ đâu chuyên lòng dối trá mưu cầu lợi điên ăn không nói có hư huyền đặt điều nói lao làm tiền người tin ăn. Cha con thân quyến bạn hiền cũng mưu lừa dối nói điên làm quan làm cho chia rẽ họ hàng làm cho nước mất nhà tan mới đành. Hoặc dùng yêu thuật mà miệng khoe khoang đã tựu thành thánh nhân tư thiền bán định chứng phần Bồ Tát là hẳn được thân thánh hiền bày điều sai khiến lòng thiên sấm trò câu đảo chuyển miền gió mưa. Này con sám hối xin chừa lòng con chi thiết tóc tơ phản lộ hoặc dùng lời lẽ tiếng to văn hóa trao chuốc mưu đồ lời danh hoặc dùng âm nhạc trữ tình hoặc dùng son phấn tô mình vẽ môi lẳng lơ lời nói tiếng cười làm điều sằng bậy dụ người tà dâm mà khiến người mê sắc loạn tâm ăn. Mọi mòn chỉ khi lỗi lầm chẳng hay hoang dùng ý ngữ khoe tài vu không xuyên tạm chê bai trung thần dèm pha hiếu tử hiền nhân khiến cho hậu thế nghi lầm người ngay có hoàng khó nổi có bài ôm lòng hoang hận tôi dày sự sanh. Nay con phát lộ chí thành tất cả nghiệp ác tội danh sám trừ kể từ kiếp kiếp nghìn thu gây ra tội lỗi oán thù vì đâu bày ra lời nói đôi chiều. Tán dương ngoài mặt đặng điều sau lưng dèm pha phần tán đôi đường tấn công khích bác lợi dường như dao vua tôi nghi kỳ lắm nhau. Vợ chồng ly tán bạn bầu lìa xa hai bên liền kết an hòa cũng vì theo vết dèm phá sự tình gây nên thù oán giao tranh làm cho nước loạn dân lành khóc la ác nghiệp như nước hằng hà.
lòng thành sám hối xin tha nghiệp dày. Con nguyện tu sửa từ đây, nguyện cho tội ác miệng này hóa không, ác nghiệp miệng sám vừa xong. Nhờ công đức sám mà lòng được yên. Âm thanh tam thứ đủ duyên, biện tài bốn thứ chu viên tự thành. Phán ngôn lời lẽ đành rằng, nói năng hòa hợp ý lành lời chúng anh. Ai nghe cũng thỏa tấm lòng, mà biết rằng ngôn ngữ tục phong mọi miền. Ngôn từ bất tuyệt liên miên, khiến người giải thoát ưu phiền phàm phu, nhập hàng thanh giả chân tu. Mở con mắt tuệ khóa tù tối tâm, mà con xin phá nguyện nhất tâm, mà sám hối nghiệp miệng mê lầm xưa nay. Cúi đầu năm vóc trương đại, hướng về tam bảo miệng mài quy